Một sự việc vừa xảy ra tại Quảng Bình, khi ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi, bị một nhóm 8 người lạ mặt hành hung tàn bạo chỉ vì một bài thơ trên Facebook. Sự việc diễn ra vào tối ngày 10 tháng 10, tại thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy. Ông Lư cùng gia đình đang dùng bữa tối thì bất ngờ, một nhóm người lạ đi trên hai chiếc ô tô xông thẳng vào nhà và không nói lời nào, lập tức lao vào đánh đập ông dã man. Sau khi đánh ông Lư bất tỉnh, nhóm này còn kéo chân ông ra ngoài hiên và tiếp tục hành hung. Chỉ đến khi bà con hàng xóm kịp thời can thiệp, nhóm này mới dừng tay và nhanh chóng rời đi. Theo con trai ông Lư, anh Nguyễn Văn Luýt, nguyên nhân có thể bắt nguồn từ một bài thơ mà ông Lư đăng trên Facebook, châm biếm về giải bóng chuyền tại địa phương. Hội nông dân xã Ngư Thủy đã tổ chức giải đấu này vào ngày 9 và 10 tháng 10. Nhưng do công tác tổ chức không chặt chẽ, các đội bóng đã mâu thuẫn và khiếu nại. Bài thơ này có thể đã khiến một số người không hài lòng, dẫn đến vụ việc bạo lực. Hiện tại, ông Lư đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với nhiều vết thương nghiêm trọng. Công an huyện Lệ Thủy đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân và truy tìm nhóm đối tượng.